Đồng hành cùng học văn chị Hiên trong các khóa học khối trung học cơ sở để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với học văn chị Hiên. Chị là Hoa đây. Các bạn nhỏ ơi, chúng mình đã ăn cơm hết chưa? Vậy bây giờ, chúng mình sẽ cùng đi vào phần đầu tiên, đó chính là phần tri thức ngữ văn đúng không nào? Và một nhỏ ở đây, chị có một nhỏ là trợ từ. Vậy bây giờ, em hãy quan sát ví dụ sau và trả lời câu hỏi. Chị có ví dụ 1. Chị có 3 câu. A. Nó ăn 2 bát cơm. B. Nó ăn những 2 bát cơm. C. Nó ăn có 2 bát cơm. Vậy câu hỏi của chị đó chính là em hãy so sánh 3 câu trên. Có gì giống và khác nhau về cấu tạo này, rồi là về ý nghĩa này. Em hãy so sánh giúp chị xem là 3 câu này có gì giống và có gì khác nhau. Chúng mình có thể là trả lời bằng miệng này, hoặc là chúng mình sẽ comment ở trong phần phát video của bài giảng này. Và chị thì chị luôn khuyến khích cách số 2 nha, để khi mà các em có cái câu trả lời thì chị cũng như là chị trợ giảng sẽ có những cái sự phản hồi đối với những câu trả lời các em, và từ đó là các em sẽ hoàn thiện cái câu trả lời của chúng mình hơn. Thế nên là bây giờ chúng mình sẽ suy nghĩ và sau đó là chúng mình sẽ comment thật nhanh giúp chị vào phần phát video của bài giảng này để cho chị trợ giảng có thể kiểm tra nhé. Em hãy so sánh 3 câu trên và em hãy nhận xét 3 câu trên có gì giống và có gì khác nhau về cấu tạo, về ý nghĩa. Nó ăn 2 bát cơm. Nó ăn những 2 bát cơm. Rồi, nó ăn có 2 bát cơm. Có gì giống mà có gì khác nhau đây nhỉ? Về giống nhau trước đi nào. Về giống nhau thì sao? Đó chính là 3 câu này thì đều thông báo một sự việc đúng không nào? Khi mà chúng ta đọc 3 câu này lên thì chúng mình có thể dễ dàng nhận ra được cả 3 câu này đều đang muốn thông báo về một sự việc, và sự việc này đó chính là ăn 2 bát cơm đúng không nào? Về nội dung thì là giống nhau, đó chính là thông báo sự việc ăn 2 bát cơm, nhưng mà còn về hình thức thì sao đây ạ? Còn về hình thức thì có sự khác nhau nha. Đó chính là ở câu B này. Nó ăn những 2 bát cơm. Rồi là câu C, nó ăn có 2 bát cơm. Thì có sự khác nhau đó là chính là ở từ những và ở từ có đúng không nào? Ở từ những và ở từ có. Và từ những và từ có này thì lại khiến cho hai câu B và câu C có một cái sắc thái nghĩa khác so với cả câu A đấy. Các em biết tại sao không? Nó ăn 2 bát cơm nếu như là câu A thì chỉ là sao đấy ạ? Chỉ là thông báo một sự việc rất là bình thường đúng không nào? Một sự việc rất là bình thường, một sự việc khách quan, và cái sự thông báo này thì không thể hiện cũng như là không bộc lộ cái cảm xúc của người nói về cái sự việc này, tức là chỉ là cái sự việc trần thuật bình thường thôi. Nó ăn 2 bát cơm, hoặc là tôi ăn 2 bát cơm, chị ăn 2 bát cơm, em ăn 2 bát cơm, chỉ là thông báo một cái sự việc rất là bình thường, một cái sự việc khách quan và không thể hiện cũng như là không bộc lộ một cái cảm xúc gì của người nói về cái sự việc được thông báo đến đúng không nào? Còn câu B thì sao? Câu B nhá, câu B khi mà chúng ta đọc câu B này, nó ăn những 2 bát cơm thì từ những ở đây nhá, từ những ở đây cộng với cả từ 2 bát cơm, những 2 bát cơm, thì khi mà các em đọc câu văn đó lên thì chúng ta dường như là chúng ta cảm thấy rằng câu văn nó nhấn mạnh hơn đúng không nào? Nhấn mạnh hơn ở đâu nhỉ? Nhấn mạnh hơn ở sự việc ăn 2 bát cơm. Sự việc ăn 2 bát cơm nhấn mạnh cái sự việc đó là nhiều hơn so với mức bình thường. Đúng không nào? Nếu như câu A nó ăn 2 bát cơm chỉ là thông báo một sự việc đơn thuần như vậy thôi, nhưng mà với câu B nó ăn những 2 bát cơm, tức là bình thường nó ăn ít nhưng mà hôm nay nó lại ăn được nhiều hơn bình thường, nó ăn những tận 2 bát cơm đó. Các em hiểu chưa? Còn câu C nhá, nó ăn có 2 bát cơm đó, nó khác nhau. Nếu như câu B nó ăn những 2 bát cơm, câu C nó ăn có 2 bát cơm, thì từ những và từ có này lại có một cái sắc thái nghĩa khác nhau. Từ có cộng với cả 2 bát cơm thì nó cũng là nhấn mạnh đấy, nhưng mà là nhấn mạnh nó lại đánh giá cái việc
ăn hai bát cơm là ít hơn so với mức bình thường, tức là bình thường nó nhiều hơn, nó ăn 4 5 nó ăn 6 nó ăn 7 bát cơm, nhưng mà hôm nay nó ăn có hai bát cơm. Đó, chúng mình hiểu chưa nhỉ? Rồi, chúng mình sẽ ghi bài với nhau nhé. Với câu A thì đó chỉ là thông báo một sự việc bình thường, một sự việc khách quan và không thể hiện một sự việc bình thường, một sự việc khách quan và không thể hiện, không bộc lộ cảm xúc của người nói về sự việc này. Ok, còn câu B này, câu B thì chúng ta phát hiện ra đó chính là có từ những cộng với cả hai bát cơm. Thì từ những cộng với hai bát cơm này nó đã tạo cho cái câu văn cái sự nhấn mạnh, đúng không nào? Nhấn mạnh việc ăn hai bát cơm là nhiều hơn so với mức bình thường. Bình thường nó ăn ít, bình thường nó chỉ ăn được lưng bát, rồi nó chỉ ăn được một bát, nhưng mà hôm nay nó ăn được những hai bát cơm, thì đó chính là cái sự nhấn mạnh ăn hai bát cơm, cái sự việc đó là nó nhiều hơn so với mức bình thường. Còn câu C thì chúng ta có từ có cộng với cả cụm hai bát cơm, thì đây cũng là nhấn mạnh, đúng không nào? Nhưng ngoài nhấn mạnh ra thì nó còn mang theo cái sự đánh giá của người nói nữa. Đánh giá của người nói về cái sự việc ăn hai bát cơm là ít hơn so với mức bình thường. Rồi, chúng ta nhận ra rằng ở câu B và câu C thêm hai từ những, thêm từ có, ý nghĩa câu đã thay đổi, không còn chỉ là thông báo một cái sự việc bình thường nữa, đúng không nào? Và từ những, từ có này đi kèm với cả các từ khác nhằm để nhấn mạnh, nhằm để đánh giá về số lượng sự vật nhiều hay là ít hơn so với cả mức bình thường, và thể hiện sự nhìn nhận đánh giá của người nói, người viết về sự vật và sự việc, đúng không nào? Và chúng ta nhận ra từ những, từ có đó chính là trợ từ. Đó, đó chính là trợ từ nhé. Và ngay từ cái khái niệm, ngay từ cái tên gọi trợ từ thì đã bao hàm cái ý nghĩa của nó. Tức là sao đây nhỉ? Trợ từ thì chúng ta thử phân tích với nhau nhé. Trợ là gì đây ạ? Trợ chính là hỗ trợ, đúng không nào? Trợ chính là hỗ trợ, là đi kèm để hỗ trợ một điều gì đó. Và trợ từ thì tức là cái sự hỗ trợ về mặt nghĩa của từ có trong câu, được chưa ạ? Và chúng ta nhận ra một điều tiếp theo, nếu như mà chúng ta bỏ bỏ những cái từ, bỏ những cái trợ từ đó đi thì ý nghĩa câu không hề bị thay đổi, đúng không nào? Nhưng mà khi thêm trợ từ vào câu thì lại có tác dụng nhấn mạnh hơn và thể hiện cái sự đánh giá của người nói, đúng không nào? Nếu như mà bây giờ chị bỏ đi từ những, chị bỏ đi từ có thì ý nghĩa câu có bị thay đổi không nhỉ? Ý nghĩa câu không hề bị thay đổi nha. Nó sẽ trở thành câu câu trần thuật, một câu đơn bình thường thôi. Nó sẽ tương tự như câu A, đó là nó ăn hai bát cơm, nhưng mà khi mà chị thêm từ những, nó ăn những hai bát cơm, rồi là chị thêm từ có, nó ăn có hai bát cơm, thì ý nghĩa câu nó không bị thay đổi, nhưng mà thêm cái trợ từ đó vào, thêm cái từ những, thêm cái từ có đó vào thì có tác dụng là nhấn mạnh này, có tác dụng là thể hiện cái sự đánh giá của người nói, đúng không nào? Rồi tiếp theo nhé. Ví dụ 2, chị có bạn A, em chào cô. Bạn B, em chào cô ạ. Đó, chúng ta thấy hai câu này thì đều đều đang làm gì đây ạ? Đều đang thể hiện cái lời chào đó, đúng không nào? Nó chỉ khác nhau ở chỗ này. Với câu A, mà với bạn A, em chào cô. Bạn B, em chào cô ạ. Thì câu A là thể hiện cái sắc thái như thế nào nhỉ? Sắc thái bình thường. Em chào cô. Đó, một cái sắc thái rất là bình thường, đúng không nào? Khi mà các em gặp cô giáo, em nói em chào cô, một sắc thái rất là bình thường. Nhưng mà khi mà các em gặp giáo viên, em nói em chào cô ạ. Đó, các em sẽ thấy cái sự thay đổi gì đây ạ? Nếu như câu A các em nói
thì nó chỉ hiện cái sắc thái bình thường. Thì câu B, khi mà thêm từ a vào thì chúng ta nhận ra cái sự lịch sự này, rồi chúng ta nhận ra sự lịch sự, sự lễ phép, sự kính trọng, đó chính là nhờ từ a mang lại, đúng không nào? Và làm cho sắc thái nghĩa của câu trở nên trang trọng, trở nên lịch sự hơn. Với câu A nhé. Với câu A này. Với câu A thì chúng ta nhận ra câu A là sắc thái bình thường. Còn câu B, khi mà thêm từ ạ vào, khi thêm từ ạ thì sắc thái của câu đã được thay đổi, đúng không nào? Sắc thái của câu lúc này trở nên trang trọng, trở nên lịch sự hơn, trở nên thể hiện cái sự lễ phép, thể hiện cái sự lịch sự kính trọng nhờ từ ạ. Rồi, anh thêm giúp chị nha, đó chính là thêm sắc thái trang trọng, lễ phép. Còn ví dụ ba, em thắp lên chị nhé, em thắp lên chị nhé. Chúng ta nhận ra điều gì ở đây nhỉ? Nếu như mà bỏ từ nhé đi, nếu như bỏ từ nhé đi thì sao? Em thắp lên chị, nó sẽ chỉ là một câu đơn, một câu trần thuật bình thường, đúng không nào? Nếu như mà bỏ từ nhé đi, nó sẽ chỉ là một câu trần thuật bình thường thôi. Nhưng mà thêm từ nhé vào thì chúng ta nhận ra điều gì ở đây nhỉ? Em thắp lên chị nhé, đó là gì? Biểu thị cái tình cảm thân mật, đúng không nào? Vừa biểu thị cái tình cảm thân mật, vừa thể hiện cái mục đích hỏi em thắp lên chị, thì tức là đây là một cái hành động khẳng định, đúng không nào? Một cái câu khẳng định. Nhưng mà khi mà chúng ta thêm từ nhé vào, em thắp lên chị nhé, thì thể hiện cái sự thân mật giữa chị em và thể hiện được mục đích hỏi. Ta sẽ ghi vào nhé. Nếu bỏ từ nhé đi sẽ là một câu đơn bình thường đó, còn thêm từ nhé thì sắc thái đã thay đổi, đúng không nào? Biểu thị tình cảm thân mật, vừa thể hiện mục đích hỏi. Rồi, ok. Tiếp, ví dụ 4 này. Mẹ đi chợ à? Nếu như mà bây giờ chúng ta bỏ từ à đi, thì chúng ta sẽ nhận ra điều gì nhỉ? Mẹ đi chợ, nó sẽ chỉ là một câu đơn, một câu trần thuật bình thường, đúng không nào? Nhưng mà khi mà thêm từ à vào thì sao đây ạ? Nhờ chữ à mà vừa biểu thị tình cảm thân mật, vừa biểu thị mục đích hỏi, đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ ghi nhé. Ghi ở đây. Bỏ. Bỏ từ à đi thì sẽ trở thành một câu đơn bình thường. Sẽ là một câu đơn, một câu trần thuật bình thường, đúng không nào? Rồi, nhưng mà thêm từ à vào. Thêm từ à mà nhờ chữ à vừa biểu thị tình cảm thân mật, vừa biểu thị mục đích hỏi. Đó. Rồi bây giờ tiếp theo này. Ví dụ tiếp theo này. Chính thầy hiệu trưởng đã tặng tôi quyển sách này. Rồi câu B này. Chị Dậu là nhân vật chính của tác phẩm Tắt Đèn. Thế thì em nhận ra điều gì ở đây nhỉ? Nhận ra điều gì ở đây? Trong hai câu A và câu B này thì chúng ta đều bắt gặp từ chính, đúng không nào? Nhưng mà từ chính ở mỗi câu này thì lại có một nghĩa khác nhau, lại có một cái sắc thái nghĩa khác nhau. Với câu A, chính thầy hiệu trưởng đã tặng tôi quyển sách này. Còn câu B, chị Dậu là nhân vật chính của tác phẩm Tắt Đèn, thì từ chính này về hình thức, về âm thanh là giống nhau, đúng không nào? Nhưng mà với câu A thì sao đây ạ? Chính thầy hiệu trưởng đã tặng tôi quyển sách này. Nếu như mà chúng ta bỏ từ chính đi thì chúng ta nhận ra rằng câu sẽ trở thành là gì đấy ạ? Thầy hiệu trưởng đã tặng tôi quyển sách này, đúng không nào? Nếu như mà bỏ từ chính ở câu A đi thì ý nghĩa câu không bị thay đổi, nhưng mà thêm từ chính thì có tác dụng là
nhấn mạnh cái quyển sách này được thầy hiệu trưởng tặng, được chính thầy hiệu trưởng tặng, đúng không nào? Tức là về về A thì có thể bỏ từ chính đi thì ý nghĩa câu không bị thay đổi, tuy nhiên là thêm từ chính vào thì có tác dụng là nhấn mạnh cho chủ ngữ ở trong câu. Còn về B này, chị Dậu là nhân vật chính của tác phẩm Tắt Đèn, thì chúng ta nhận ra từ chính lúc này không còn mang cái sắc thái nghĩa như là từ chính ở câu A nữa, đúng không nào? Tuy nhiên, tuy là về hình thức, về âm thanh giống nhau lắm, giống giống nhau đấy, nhưng mà từ chính ở trong câu B thì lại có một cái ý nghĩa khác. Nhân vật chính ở đây tức là về cái chức năng mà nhân vật đảm nhiệm ở trong tác phẩm đó, đúng không nào? Thì chúng ta nhận ra không thể bỏ từ chính đó. Nếu như bây giờ chị bỏ từ chính đi thì câu sẽ trở thành là chị Dậu là nhân vật của tác phẩm Tắt Đèn. Thì nếu như mà người đọc, người ta đọc cái câu văn đó thì người ta sẽ chỉ biết rằng à, chị Dậu là một trong những nhân vật của tác phẩm Tắt Đèn thôi. Nhưng mà bây giờ chị để thêm từ chính vào, chị Dậu là nhân vật chính của tác phẩm Tắt Đèn, thì khi mà người đọc như các em đọc câu văn đó thì các em sẽ nhận ra à, trong tác phẩm Tắt Đèn thì chị Dậu là nhân vật chính, nhân vật trung tâm, nhân vật xuyên suốt của tác phẩm Tắt Đèn, thế nên là từ chính trong câu B thì không thể bỏ được, còn từ chính trong câu A là một từ có thể bỏ được, nhưng nếu như mà thêm từ chính vào thì có tác dụng là nhấn mạnh thêm chủ ngữ ở trong câu. Với câu A nhé. Chúng ta sẽ ghi nhận xét nha. Với câu A, về giống trước đi. Từ chính, thứ nhất là về về giống nhau, sự giống nhau. Đó chính là về hình thức, về âm thanh, giống nhau. Rồi, còn với mỗi câu thì sao đây ạ? Về câu A thì có thể bỏ từ chính, đúng không nào? Khi mà bỏ từ chính thì ý nghĩa câu không bị thay đổi. Tuy nhiên là thêm từ chính vào thì có tác dụng là nhấn mạnh cho chủ ngữ ở trong câu. Còn về câu B, thì chúng ta nhận xét được là không thể bỏ từ chính, đúng không nào? Và khi mà bỏ từ chính thì ý nghĩa câu bị thay đổi, tức là thông tin về nhân vật sẽ bị thay đổi. Rồi tiếp tục nhé, câu C và câu D thì sao đây ạ? Ngay cả tôi cũng không biết đến việc này, anh phải nói ngay điều này cho tôi biết. Thì chúng ta nhận ra rằng trong hai câu này cũng lại tiếp tục xuất hiện từ ngay, đúng không nào? Hai câu này đều xuất hiện từ ngay, và hai từ ngay trong hai câu này thì có giống, có cái sắc thái nghĩa giống hay là sắc thái nghĩa khác nhau đây nhỉ các em nhỉ? Chính xác rồi, về sắc thái nghĩa thì khác nhau, đúng không nào? Còn về hình thức, về âm thanh thì là giống nhau, từ ngay ở hai câu này giống nhau, đúng không nào? Ngay cả tôi cũng không biết đến việc này, anh phải nói ngay điều này cho tôi biết. Thì với câu C, thì sao đây ạ? Có thể bỏ ngay, đúng không nào? Tuy nhiên, nếu như mà thêm từ ngay thì có tác dụng là nhấn mạnh cho cái chủ ngữ được đề cập trong câu. Ngay tôi cũng không biết việc này, tức là đến cả tôi cũng không biết đến cái việc đấy, đúng không nào? Có thể bỏ từ ngay đi thì ý nghĩa câu không bị thay đổi. Với câu C trước này. Với câu C có thể bỏ ngay, ý nghĩa câu không bị thay đổi. Tuy nhiên nếu như mà thêm từ ngay thì có tác dụng là nhấn mạnh chủ ngữ được đề cập trong câu, đúng không nào? Còn câu D thì sao đây ạ? Anh phải nói ngay điều này cho tôi biết. Thì câu D có được bỏ ngay không nhỉ? Có thể bỏ ngay không nhỉ? Chắc chắn là không thể bỏ ngay được rồi, đúng không nào? Anh phải nói điều này cho tôi biết. Thì tức là sao? Anh phải nói điều này cho tôi biết. Còn anh nói lúc nào thì cũng được. Nhưng mà cái ý nghĩa của trong câu, ý nghĩa của câu D, mục đích của câu D muốn nói đến đó chính là thời điểm hiện tại,
Ngay tại lúc này, tại hiện tại, tại bây giờ anh phải nói cái điều đó cho tôi biết đúng không nào? Chứ không phải là mai, chứ không phải là 1 tiếng nữa, chứ không phải là 2 tiếng nữa, chứ không phải là tuần sau, chứ không phải là năm sau. Anh nói cho tôi lúc nào cũng được. Mà ý nghĩa của câu D, cái sắc thái nghĩa câu D nó thể hiện đó là anh phải nói ngay lập tức, anh phải nói ngay bây giờ cho tôi biết. Thì câu D đó chính là không thể bỏ ngay. Ngay ở đây tức là nói luôn. Ngay bây giờ. Ngay lập tức. Đó. Còn câu E này. Tôi nhớ mãi những kỷ niệm thời niên thiếu. Câu F này. Tôi nhắc anh những 3 4 lần mà anh vẫn quên. Thì chúng ta nhận ra được điều gì đấy nhỉ? Về hình thức, về âm thanh thì chúng ta nhận ra được rằng đó chính là từ những. Từ những được xuất hiện trong cả 2 câu nhưng mà về sắc thái nghĩa thì lại khác nhau đúng không nào? Từ những tôi nhớ mãi những kỷ niệm thời niên thiếu rồi là tôi nhắc anh những 3 4 lần mà anh vẫn quên thì chúng ta nhận xét được điều gì ở đây ạ? Chúng ta nhận xét được điều gì ở đây nhỉ? Đó chính là với câu E thì chúng ta nhận ra được rằng tôi nhớ mãi những kỷ niệm thời niên thiếu, nếu như mà bỏ từ những đi thì sao? Tôi nhớ mãi kỷ niệm thời niên thiếu tức là tôi chỉ nhớ một kỷ niệm thôi, nhưng mà cái sắc thái nghĩa, cái hàm ý của câu muốn đem lại cho người đọc đó chính là tôi nhớ rất nhiều những kỷ niệm thời niên thiếu đúng không nào? Cho nên là câu E thì chúng ta nhận xét được đó chính là không thể bỏ những, đây là số lượng nhiều, số từ chỉ số lượng đúng không nào? Còn câu F thì sao đây ạ? Tôi nhắc anh những 3 4 lần mà anh vẫn quên. Nếu như ở bỏ từ những ở câu F đi, tôi nhắc anh 3 4 lần mà anh vẫn quên. Thì chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của câu này không nhỉ? Chắc chắn là chúng ta vẫn hiểu được đúng không nào? Nếu như mà chị chỉ nói tôi nhắc anh 3 4 lần mà anh vẫn quên thì có hàm ý rằng là tôi nhắc anh nhiều lắm rồi đấy, tôi nhắc anh 3 4 lần rồi đấy, nhưng mà anh vẫn quên. Nhưng mà bây giờ chị thêm từ những vào, tôi nhắc anh những 3 4 lần mà anh vẫn quên thì ý nghĩa của câu này không bị thay đổi, vẫn mang cái ý nghĩa là tôi nhắc anh đã rất nhiều lần rồi nhưng mà anh vẫn quên những cái lời tôi nhắc đúng không nào? Thế thì F chúng ta sẽ nhận xét được đó chính là có thể bỏ bỏ những, có thể bỏ những, và từ những ở đây không phải nói số lượng nhiều mà là để nhấn mạnh, tức là đã nhắc 3 4 lần rồi, nhấn mạnh nhắc 3 4 lần rồi. Và chúng ta sẽ rút ra được một nhận xét, đó chính là các trường hợp ở câu A, rồi là ở câu C, rồi là ở câu F, đó là những trường hợp chứa trợ từ. Đúng không nào? Đó là những trường hợp chứa trợ từ. Và để xác định được trợ từ có trong câu thì chúng ta cần phải căn cứ vào nghĩa của nó ở trong câu, đúng không nào? Muốn xác định được trợ từ thì cần căn cứ vào nghĩa của nó ở trong câu, bởi vì có nhiều từ mặc dù là hình thức, mặc dù là âm thanh đọc lên giống nhau nhưng mà nghĩa của từ đó ở trong câu khác nhau, cho nên là cái chức vụ mà nó đảm nhận thì cũng sẽ khác nhau nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ghi được cái kết luận đầu tiên, kết luận về trợ từ. Trợ từ là những từ như thế nào? Thì trợ từ là những từ được thêm vào câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ, tình cảm, sự đánh giá hay mục đích phát ngôn, hay mục đích phát ngôn của người nói hoặc là người viết. Rồi, và theo như phần khái niệm, theo như phần tri thức ngữ văn ở trong sách giáo khoa thì trợ từ được phân loại thành 2 loại. Trợ từ được phân chia thành 2 nhóm,
Đó, chúng mình sẽ nhìn cái phần tri thức ngữ văn ở trong sách giáo khoa trang 13, đó sẽ là phần đầu tiên. Phần tri thức ngữ văn về trợ từ và thán từ. Trợ từ được phân chia thành hai nhóm. Đó chính là trợ từ. Nhóm đầu tiên là trợ từ đi kèm các từ ngữ ở trong câu. Nhóm đầu tiên thì chính là đi kèm các từ ngữ ở trong câu. Và một số trợ từ mà chúng ta sẽ quen gặp đó chính là trợ từ chính này, đích này, hoặc là ngay cả này, rồi là cả này, rồi là chỉ này, hoặc là những. Đó. Ở trong sách giáo khoa thì cũng đã lấy ví dụ cho các em trong một cái ví dụ từ chính ở trong câu chính mắt con trông thấy nó của tác giả Nguyễn Công Hoan, thì từ chính ở trong câu này có tác dụng là nhấn mạnh vào cái sự việc nêu ở chủ ngữ, mà chủ ngữ ở đây đó chính là mắt con, chính mắt con chứ không phải là mắt của người khác, đúng không nào? Hoặc là trong câu san ăn những hai quả chuối của tác giả Thạch Lam, thì từ những san ăn những hai quả chuối, từ những này cũng là trợ từ, và trợ từ ở đây đó là trợ từ biểu thị cái sự đánh giá về số lượng sự vật, số lượng nhiều, số lượng ít, và ăn hai quả chuối tức là số lượng nhiều. Và nhóm thứ hai đó chính là trợ từ ở cuối câu. Chúng ta sẽ bắt gặp một số trợ từ thường thấy, có thể là à này, rồi là à này, ư, nhỉ, nhé, nào, cơ mà, hoặc là thôi. Và ở trong sách giáo khoa thì cũng đã đưa cho các em một ví dụ về từ nhé ở trong câu em thắp đèn lên chị nhé của nhà văn Thạch Lam, thì cái từ nhé này nó vừa thể hiện cái mục đích hỏi, vừa biểu thị cái tình cảm thân mật giữa hai chị em, tình cảm thân mật của người nói với chị của mình. Và ở đây thì chị sẽ đưa ra một cái lưu ý mà trong sách giáo khoa không có nha. Lưu ý của chị đó chính là lưu ý thứ nhất này, lưu ý giúp chị nha, có những từ có hình thức âm thanh giống như trợ từ nhưng không phải trợ từ. Rồi, và để phân biệt những từ có hình thức có âm có hình thức có âm thanh giống như trợ từ nhưng không phải trợ từ thì chúng ta sẽ dựa vào cách phân biệt sau này, đó chính là dựa vào tác dụng của từ trong câu. Được chưa ạ? Về lưu ý này, sẽ có những từ có hình thức, có âm thanh giống như là trợ từ nhưng mà không phải là trợ từ. Và để phân biệt được những từ đó thì chúng ta sẽ dựa vào tác dụng của từ đó ở trong câu, về sắc thái nghĩa của từ đó ở trong câu. Cụ thể thì chị đã phân tích cho các em những trường hợp ở trong ví dụ số 5. Đó, ở trong ví dụ số 5 nhé, là chị đã phân tích cho em những trường hợp mà có những từ đọc lên thì giống trợ từ đấy, nhưng mà không phải là trợ từ. Và cái cách mà chúng ta nhận biết được trợ từ ở trong câu chính là chúng mình sẽ cần nhờ vào cái thái nghĩa của từ đó ở trong câu là gì. Thì từ đó chúng ta sẽ đi phân tích được đâu là trợ từ và đâu không phải là trợ từ. Đó. Rồi, tiếp theo nhé. Tiếp theo là về thán từ này. Về thán từ thì rất là dễ phân biệt. Thán từ sẽ dễ phân biệt hơn trợ từ. Về thán từ chúng ta sẽ dễ phân biệt hơn trợ từ nha. Về thán từ ở đây thì chị sẽ đưa ra cái phần tiểu kết, cái phần khái niệm ở trong sách giáo khoa luôn cho các em. Và sau đó chị sẽ đưa ra cái ví dụ để chị phân tích cho các em nhé. Về thán từ thì chúng ta có thể hiểu được rằng thán từ là những từ dùng để biểu lộ tình cảm hoặc là cảm xúc của người nói, người viết hoặc dùng để gọi đáp. Thán từ thường được dùng ở đầu câu nhưng cũng có thể tách ra thành một câu.
đặc biệt. Và chúng mình sẽ nhận ra này, ngay từ tên gọi thán từ thì đã mang hàm ý đúng không nào? Thán ở đây tức là thán tức là cảm xúc, thán tức là ca thán là cảm xúc đúng không nào? Từ là một từ. Vậy thán từ đó chính là những cái từ để biểu lộ cảm xúc, hiểu đơn giản là như vậy. Và thán từ gồm hai nhóm. Nhóm thứ nhất đó là thán từ biểu lộ tình cảm, cảm xúc. Một số thán từ mà kem có thể bắt gặp được ở trong câu đó chính là a, ái, ối, a ha, ô hay, rồi là than ôi, ôi trời ơi, ôi rồi ôi. Đó, một số thán từ mà chúng ta có thể bắt gặp được vào trong câu nhé. Trong những cái ví dụ ở trong sách giáo khoa thì cũng đang đưa cho các em một số ví dụ rồi đấy. Thán từ này, trong ví dụ là ôi, con đã cho bố một bất ngờ quá lớn, thì từ ôi ở đây chính là cái thán từ để biểu lộ cảm xúc đúng không nào? Ôi, con đã cho bố một bất ngờ quá lớn. Rồi là ô hay, mợ giận tôi đấy à, thì ô hay cũng là từ để biểu lộ cảm xúc đúng không nào? Hoặc là ôi, thật bất ngờ khi cậu là anh của Lan đấy, thì từ ôi ở đây đã thể hiện một cái cảm xúc bất ngờ rồi đúng không nào? Hoặc là ôi trời ơi, sao số tôi khổ thế này, thì ôi trời ơi cũng là cái từ để biểu lộ cảm xúc, và chúng ta cũng xếp nó vào thán từ biểu lộ cảm xúc nhé. Rồi nhóm thứ hai đó chính là thán từ gọi đáp. Và những từ mà các em có thể thấy, các em có thể thường hay bắt gặp đó chính là thán từ gọi đáp này, ơi, dạ, vâng, rồi là ừ. Đó, ví dụ thì sẽ là vâng, ông giáo dạy phải, thì từ vâng ở đây chính là thán từ để gọi đáp đúng không nào? Hoặc là này, sao hôm nay cậu lại nghỉ học, thì từ này ở đây thay cho cách gọi đúng không nào? Hoặc là ê, cậu có muốn đi về chung đường với tớ không, thì từ ê cũng là thán từ để gọi đáp đúng không nào? Vậy là chúng ta sẽ nhận ra rằng là ồ, hóa ra là trợ từ lẫn thán từ thì chúng ta thường hay sử dụng ở trong đời sống và sử dụng một cách rất là thường xuyên đấy các em ạ, đúng không nào? Nó không phải chỉ là những cái kiến thức đơn thuần ở trong sách giáo khoa nữa, mà khi mà các em nhận ra, các em sau khi mà chúng ta đã nhận ra được cái phần khái niệm của những cái loại từ đó, thì chúng ta nhận ra rằng trong đời sống chúng mình sử dụng rất là nhiều, đúng không nào? Rồi là thán từ chúng ta sử dụng rất là nhiều, thán từ biểu lộ tình cảm, cảm xúc, rồi là thán từ gọi đáp, ê, mày ơi, rồi là này, cậu ơi, cho tớ mượn cái bút. Đó, rất là nhiều đúng không nào? Kể cả trợ từ cũng như vậy, chúng ta sử dụng rất nhiều ở trong đời sống của chúng mình, chứ nó không chỉ còn đơn thuần là những cái kiến thức khô khan ở trong sách giáo khoa nữa, mà dường như mà khi các em sử dụng trong đời sống, các em không nhận biết được rằng là chúng ta đang sử dụng trợ từ, chúng ta đang sử dụng thán từ đấy. Thế nên là sau khi mà chúng ta học bài này xong thì chúng ta biết được cách mà chúng ta sử dụng thán từ cũng như biết cách sử dụng trợ từ cho phù hợp với từng trường hợp mà các em muốn biểu hiện, muốn nói ở trong đời sống, ở trong cuộc sống hàng ngày, ở trong cuộc sống thường nhật các em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai. Phần thứ hai ở đây đó chính là phần tổng kết. Thực ra là tổng kết này cũng chỉ là tổng kết lại những cái khái niệm mà chị đã đưa ra, đã phân tích cùng với cả các em ở trong phần 1. Thế thì phần tổng kết này, chị có chia ra hai nhóm ở đây, đó chính là trợ từ và thán từ, thì chúng mình sẽ cùng theo dõi lại nhé. Phần trợ từ thì đầu tiên chúng ta sẽ đi từ khái niệm, rồi đến cách phân loại, rồi đến dấu hiệu nhận biết nhé. Trợ từ này, trợ từ ngay từ cái tên gọi của nó, ngay từ cái khái niệm thì đã mang hàm ý, cái chính cái trợ từ đã chứa nội hàm ý nghĩa của từ trợ từ rồi đúng không nào? Trợ là hỗ trợ đúng không nào? Trợ từ là những từ được thêm vào câu dùng để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ, tình cảm, sự đánh giá hay mục đích phát ngôn của người nói, người viết. Và trợ từ không thể tách thành một câu đặc biệt, và không thể tách thành một câu đặc biệt này là chị so sánh với cả thán từ. Trợ từ không thể tách thành một câu đặc biệt được nhé. Và khi bỏ trợ từ đi thì ý nghĩa của câu không bị thay đổi. Tuy nhiên nếu như mà thêm trợ từ vào thì câu sẽ có tác dụng là
nhấn mạnh sẽ có tác dụng là biểu thị. Đó, được chưa ạ? Tiếp theo thán từ này. Thán từ là những từ dùng để biểu lộ tình cảm, cảm xúc của người nói, người viết hoặc dùng để gọi đáp. Chủ yếu xuất hiện đầu câu nhưng cũng có thể tách ra thành một câu đặc biệt. Còn về phân chia, phân loại thì sao ạ? Trợ từ ở đây chúng ta có hai nhóm, thán từ cũng như vậy. Trợ từ thì chúng ta có trợ từ nhấn mạnh, trợ từ biểu thị sự đánh giá, rồi là trợ từ có mang mục đích hỏi, biểu thị cảm xúc. Thán từ thì chúng ta có thán từ biểu lộ tình cảm, cảm xúc và thán từ gọi đáp. Về vị trí thì sao ạ? Trợ từ sẽ đi kèm với các từ ngữ khác ở trong câu. Trợ từ sẽ đi kèm với các từ ngữ khác ở trong câu và trợ từ có thể ở cuối câu, sẽ thường xuyên bắt gặp ở cuối câu. Tuy nhiên cũng có thể bắt gặp ở đầu câu hoặc là ở chị xin lỗi nhé. Trợ từ chúng ta sẽ bắt gặp thứ nhất là đi kèm các từ ngữ khác, thứ hai là ở cuối câu hoặc là ở giữa câu nha các em. Còn về thán từ thì sao ạ? Thán từ chúng ta sẽ bắt gặp, thán từ sẽ thường đứng ở đầu câu. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp thì thán từ sẽ tách ra thành một câu đặc biệt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần thực hành nhé. Thực hành này thì chị đã lấy đề bài ở trong sách giáo khoa và chúng mình có thể sử dụng trong sách giáo khoa và chúng mình sẽ làm luôn vào trong vở nha. Sẽ ghi luôn vào trong vở, khi mà chị phân tích đến đâu thì các em sẽ cùng với chị phân tích câu đó vào trong vở luôn nhé. Với câu 1, em hãy tìm trợ từ trong những câu dưới đây và cho biết tác dụng của chúng. Sau khi mà đọc xong đề bài này thì công việc đầu tiên này, hãy giúp chị gạch chân những từ khóa quan trọng. Vậy, những từ khóa quan trọng nào trong đề bài câu 1 đây ạ? Tìm trợ từ trong những câu dưới đây và cho biết tác dụng của chúng. Thứ nhất, đó là chúng ta cần phải đi tìm, đúng không nào? Thứ hai, cho biết tác dụng của chúng, tức là sau khi mà tìm xong thì chúng mình cần phải đi nhận xét về ý nghĩa của trợ từ có trong câu đó. Và nhận xét ý nghĩa này thì chúng mình sẽ dựa vào phần này đây ạ, phần phân loại đây ạ, chính là trợ từ nhấn mạnh, biểu thị sự đánh giá hoặc là trợ từ mang mục đích hỏi, biểu thị cảm xúc. Đó, thứ nhất, nhiệm vụ thứ nhất là tìm, nhiệm vụ thứ hai là nhận xét, cho biết tác dụng của trợ từ của trong câu là gì. Vậy với câu A thì sao đây ạ? Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Trợ từ ở trong câu A là trợ từ gì đấy ạ? Rất là dễ nhận ra đúng không nào? Đó chính là từ chính, chính xác rồi ạ. Đó chính là từ chính. Và từ chính ở trong câu A này thì có tác dụng là nhấn mạnh đúng không nào? Nhấn mạnh ở đây là nhấn mạnh gì ạ? Nhấn mạnh cái sắc thái của chủ ngữ. Chủ ngữ là lòng tôi đúng không nào? Nhấn mạnh cảnh vật thay đổi là do trong lòng tôi có sự thay đổi chứ không phải là quang cảnh thay đổi. Chúng ta nhận ra trợ từ ở đây. Trợ từ ở đây đó chính là từ chính. Từ chính này có tác dụng là nhấn mạnh sắc thái của chủ ngữ lòng tôi. Nhấn mạnh cảnh vật thay đổi là do trong lòng tôi có sự thay đổi. Tiếp theo cô B nhé. Tôi quên cả mẹ tôi đứng sau tôi. Rồi, cô B thì các em, theo các em đâu là trợ từ nhỉ? Chúng ta có dễ nhận ra không ạ? Tôi quên cả mẹ tôi đứng sau tôi thì chúng ta rất là dễ nhận ra trong câu này có cả, có từ gì ạ? Có từ cả đúng không nào? Có từ cả. Khi mà bỏ từ cả đi thì tôi quên mẹ tôi đứng sau tôi, ý nghĩa câu không hề thay đổi. Nhưng mà khi thêm từ cả vào thì sao ạ? Trợ từ này có tác dụng là gì đây ạ? Tôi quên cả mẹ tôi đứng sau tôi, tức là biểu thị cái sự nhấn mạnh về mức độ cao, ý bao hàm đúng không nào? Nhấn mạnh cái sự xuất hiện của người mẹ ở đằng sau nhân vật tôi. Trợ từ chúng ta nhận ra ở đây đó chính là từ cả, đó là nhấn mạnh về mức độ, ý bao hàm, nhấn mạnh sự xuất hiện của người mẹ ở đằng sau nhân vật tôi. Tiếp theo này, các em đừng khóc, trưa nay các em được về nhà cơ mà. Đó, các em đừng khóc, trưa nay các em được về nhà cơ mà, thì từ nào là trợ từ đây ạ?
Rất dễ nhận ra rồi đúng không nào? Các em đừng khóc, trưa nay các em được về nhà cơ mà. Nếu như mà bỏ từ cơ mà đi thì ý nghĩa câu có bị thay đổi không ạ? Ý nghĩa câu không hề bị thay đổi đúng không nào? Các em đừng khóc, trưa nay các em được về nhà. Nó sẽ là hai câu đơn, hai câu trần thuật bình thường, nhưng mà thêm từ cơ mà vào. Trưa nay các em được về nhà cơ mà, thì cái từ cơ mà này là trợ từ để biểu thị cái tình cảm ân cần, nhẹ nhàng của ông Đốc khi nói với các em học sinh, thể hiện cái mục đích hỏi và thể hiện cái sự quan tâm của thầy hiệu trưởng với cả các em học sinh trong ngày đầu tiên đến trường đúng không nào? Trợ từ ở đây là cơ mà, biểu thị tình cảm ân cần, sự quan tâm nhẹ nhàng của ông Đốc khi nói chuyện với học sinh. Rồi câu D này, con Hiên không có áo à, thì từ nào là trợ từ đây ạ? Con Hiên không có áo à. Nếu như mà bỏ bớt một từ đi, con Hiên, thì ý nghĩa câu chắc chắn bị thay đổi rồi đúng không nào? Bỏ từ không đi, ý nghĩa câu vẫn bị thay đổi. Bỏ từ có, bỏ từ áo, ý nghĩa câu vẫn bị thay đổi đúng không nào? Thế thì chỉ còn từ à thôi. Chúng ta sẽ nhận ra được rằng à, hóa ra đây từ này chính là trợ từ. Và từ à đây thể hiện điều gì đấy ạ? Con Hiên không có áo thì sẽ là một cái câu trần thuật bình thường thôi đúng không nào? Nhưng mà con Hiên không có áo à, thì từ à ở đây thể hiện cái mục đích hỏi đúng không nào? Mục đích hỏi và tình cảm. Con Hiên không có áo à, thể hiện cái sự quan tâm, thể hiện cái sự tình cảm của Lan khi mà nói chuyện với Hiên, thể hiện mục đích hỏi và sự quan tâm của người hỏi với cả nhân vật Hiên. Từ ở đây là từ à, biểu thị mục đích hỏi và tình cảm của Lan khi nói chuyện với Hiên. Tiếp theo này, hai con tôi quý quá, dám tự lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư? Đó, thì từ nào là trợ từ đây ạ? Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư? Thì từ nào là trợ từ đây ạ? Chính xác rồi, đó chính là từ ư đúng không nào? Và từ ư ở đây thể hiện cái điều gì đây ạ? Thể hiện trợ từ ư ở đây thể hiện điều gì nhỉ? Trợ từ ư ở đây đó chính là từ để biểu thị cái mục đích hỏi cũng như là thể hiện tình cảm thân mật của mẹ với hai người con đúng không nào? Và thể hiện cái sự trách yêu, sự trách yêu, sự trách mắng nhưng mà rất là yêu của mẹ với hai chị em. Và sự trách yêu của mẹ với hai chị em. Đồng hành cùng học văn chị Hiên trong các khóa học khối trung học cơ sở để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.